chào đón quý vị khán thính giả thân thương đến với chương trình Chuyện phố chuyện nhà cùng với công ty PFG và chào đón quý vị đến với tập đầu tiên của năm Giáp Thìn. Ngày hôm nay là mùng 3 Tết rồi và Halim rất vui cùng có mặt trong studio ngày hôm nay trong không khí thật là tươi đẹp này. Một tảo dài rất là xinh đẹp. Halim xin chào chị Kim Thoa, CEO của công ty. Cảm ơn Thanh Liêm rất là nhiều và Kim Thoa cũng như Thanh Liêm xin kính chào toàn thể quý vị trong cái show đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024. Kim Thoa và Thanh Liêm cảm ơn quý vị rất là nhiều, vẫn thương yêu, vẫn đồng hành và mong rằng cái tập đầu năm mới này sẽ mang đến cho quý vị với những điều vui tươi, những điều tốt đẹp nhất ở trong năm 2024 sắp tới nha. Và Thoa cũng như Liêm xin chào quý vị quay trở lại với chương trình Chuyện phố chuyện nhà. Và cũng giống như hồi nãy Liêm khen là hôm nay mặc áo dài vì cả năm Thoa có mặc áo dài có một lần à với quý vị. Và bây giờ thì cũng là lúc mà Thoa lại khen lại Liêm nè. Liêm có một cái bộ đồ rất là đẹp. Nếu mà mai mốt mà Liêm mua cái này thì Liêm nhớ làm cho chị một cái để hai chị em giống nhau nha. Hôm nay là chị Thoa cảm thấy lép ngồi kế em rồi đó. Dạ, cảm ơn chị Thoa rất là nhiều. Và năm nay thì lúc mà Liêm bước vô thưa quý vị là thấy không khí tràn ngập không khí Tết ở trong studio của công ty PFG. Rất là vui và nhất định là năm sau Halim sẽ tìm cho chị Thoa một cái mấn hả chị Thoa hả? Để chị em mình cùng matching với nhau. Và Halim biết là trong Chuyện phố chuyện nhà vừa rồi đó hẳn là quý vị đã theo dõi, quý vị đã thấy là BFG cũng như là những người ở Mỹ, những người Việt ở Mỹ người ta ăn Tết, người đón Tết như thế nào. Và bây giờ ngày hôm nay là mùng 3 Tết rồi, để chị Thoa, Halim muốn hỏi chị Thoa đầu tiên là chúc mừng năm mới chị Thoa, chúc chị Thoa năm nay nhiều sức khỏe. Và không biết là những ngày vừa qua đã tới mùng 3 Tết thì thị trường bất động sản, thị trường địa ốc chị Thoa làm có khác gì với lại mọi ngày bình thường hay không? Cảm ơn Thanh Liêm rất là nhiều. Cảm ơn em đã chúc Tết đến chị Thoa. Chị Thoa cũng vậy, chúc em một năm mới luôn tươi cười nè, luôn khỏe mạnh và luôn thành công giống như mọi điều em mong muốn nha. Cảm ơn chị. Còn nếu mà nói về địa ốc á, thưa quý vị, vì năm mới là năm mới âm lịch của mình là Tết Nguyên Đán, nhưng mà nó vào tháng 2 rồi. Và ở bên Mỹ thì mình đã bắt tay vào việc từ tháng Giêng sau, ngày 1 Tây tháng Giêng là đã trở. Nên những tháng đầu năm của năm mới là lúc mà mình rất bận rộn để mà set up plan go rồi này kia để cho nguyên cả năm. Nên mặc dù Tết của mình cũng nôn nao, náo nức, rộn ràng, cũng chơi, nhưng mà vẫn phải làm việc. Và thưa quý vị, dĩ nhiên thì vào những lúc đầu năm như vậy, so với mùa summer thì không phải là mùa của địa ốc, nhưng không có nghĩa là địa ốc tê cứng lại hay là không có việc để làm, vẫn ok, vẫn bình thường với những hoạt động của hàng ngày. Nhưng những người trong mình gọi là admin về accounting, về marketing plan, và đặc biệt là chị Thoa thì phải bắt đầu đưa ra những cái strategy. Nên thật sự là mình cảm giác giống như là mình lại bận rộn nhiều hơn. Còn bên phía accounting department thì mấy chị rất là bận rộn vì phát ra W-2-1099 và bắt đầu tổng kết để mình có thể khai thuế. Nên là mọi việc vẫn thất ba thất bật. Còn ngày nào thì chị Thoa cũng thấy giống như ngày đó. Không, có nhiều khi là đôi khi là chị Thoa quên mất là hôm nay là ngày thứ mấy nữa. Chỉ biết là ok, tới cái giờ nào thì cái trong cái calendar của mình báo là hôm nay có cái gì thì mình cứ đi theo cái đó mình làm thôi. Thì chắc hẳn là quý vị đang xem thì ngày hôm nay mùng 3 Tết đối với quý vị thì nó cũng nhẹ nhàng một chút, tại vì mình mới bắt đầu vào thứ hai, quý vị có ngày thứ bảy chủ nhật là ngày mùng 1 mùng 2 đó thì nó cũng nhẹ nhàng, nhưng mà đối với địa ốc Thanh Liêm nghĩ là thứ bảy chủ nhật lại là càng bận rộn hơn nữa. Và như vậy thì đặc biệt là sẽ có nhiều người ta muốn đi xem nhà vào ngày thứ bảy chủ nhật. Thanh Liêm chắc nghĩ là không có ai mà kiên cử đi xem nhà. Và như vậy đó thì chị Thoa nói là Thanh Liêm nghe thấy là department rất là nhiều department trong công ty PFG. Mà như vậy thì Thanh Liêm sẵn đây mới nhắc tới, Thanh Liêm mới có một cái câu hỏi sẵn gửi đến chị Kim Hoa. Tại vì ngày hôm nay đối với Chuyện phố chuyện nhà của mình sẽ là câu chuyện đầu năm, thì mình sẽ có thể nói nhiều hơn về PFG một chút, để cho những quý vị nào mà quý vị lần đầu theo dõi Chuyện phố chuyện nhà, hoặc là mới xem những chương trình, vài chương trình thôi đó, quý vị còn thắc mắc
tại vì Thanh Liêm nghe có nhiều quý vị cũng hỏi đó chị Thoa, là PFG mình sao cái gì cũng có hết vậy, cái gì mình cũng có một chút 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 chút, mà thấy chị Thoa là vừa làm nói về bất động sản cũng được, nói về mortgage, nói về leasing management, rồi lại nói về life insurance nữa, tất cả những cái gì mà liên quan tới tiền tệ tài chính là chị Thoa đều có tham gia vào và đều có cái kiến thức và kinh nghiệm để nói được. Như vậy thì chị Thoa có thể giải thích cho quý vị khán giả, thay đại diện cho quý vị khán giả Liêm hỏi chị Thoa là quý vị, chị Thoa có thể giải thích là mình là công ty PFG của mình là tập trung vào cái gì không chị Thoa? Cảm ơn rất là nhiều cho câu hỏi đầu năm của Thanh Liêm, và câu này cũng là một cái câu hỏi mà Thoa rất được hỏi nhiều trong những chương trình ở trên radio. Các cô, các chú, các bác cũng hay nói là con à, cuối cùng là cái nghề của con là gì? Thưa quý vị, công ty PFG là một công ty chuyên về địa ốc và mortgage lending, là cùng với cái kinh nghiệm của Thoa là mình đã đi qua hai cái industry này, hai cái ngành nghề này trong vòng 22 năm rồi. Mà công ty PFG là được ra đời vào năm 2007. Nên là đã trên 15 năm rồi. Vì vậy nên nếu mà nói về địa ốc, về mortgage, mình gọi là nghề của nàng PFG rồi. Và gần đây, thưa quý vị, 4 năm gần đây, công ty PFG đã ra đời thêm một cái department mới nữa. Cái department này là chuyên về đầu tư tài chính và life insurance, với cái sự mà bảo vệ tài sản cũng như là bảo vệ những người thân yêu, để giữ gìn lại tất cả những tài sản về địa ốc, về những sự đầu tư mà thời ba mẹ hay là thời ông bà mình đã mong muốn để lại cho mình, hay là những cái sự retire mà cho chính mình và để lại cho những người thân yêu sau này. Rất là hay. Và nếu mà quý vị nghe thì có vẻ như đơn giản, tại vì mình chỉ chia ra làm 3 department thôi. Nhưng mà những quý vị nào mà sở dĩ có nhiều quý vị hỏi là tại vì quý vị lại thấy là trong một cái department nó lại tẻ ra nhiều nhánh nữa. Ví dụ giống như là bên địa ốc đi, mình sẽ có mua bán nhà cửa, rồi mình còn có quản lý những căn nhà đầu tư của nhiều khách hàng đầu tư của Chim Hoa nữa. Rồi bên mortgage thì mình có traditional mortgage, rồi mình có private lending. Chị Thoa vừa có những khách hàng là những người muốn có tiền đầu tư thì họ muốn làm private lender, rồi có những người muốn mượn private lending. Rất là phức tạp đúng không chị Thoa? Cho nên là không hiểu làm sao mà chị Thoa có thể handle được nhiều cái nón như vậy. Thưa quý vị và Liêm, là cái gì nó cũng thành thói quen. Đôi khi giống như Thoa nói đó, là những người mà mình, chính Thoa cũng vậy, lâu lâu mình mới make up, thì mình make up tới một tiếng đồng hồ mới ra được một cách là gọi là ok. Nhưng các anh chị mà làm quen rồi chỉ cần 15 phút cũng đã đẹp hơn mình rồi, đúng không nè? Thì trong ngành nghề cũng vậy, cái ngành nghề mà đã đi theo mình mấy chục năm rồi, nó trở thành là đôi khi mình chỉ cần nghe một cái là mình biết là nó phải đi về hướng nào rồi. Và nó không có còn là một cái sự suy nghĩ quá lâu hay là phải mằn mò nó quá lâu, nên nó trở thành giống như mình gọi là trong máu rồi. Nó trong máu. Và có nhiều khi Liêm và quý vị biết là Thoa có cảm giác là mình chán, tại vì sao không có suy nghĩ gì thêm hết. Tại vì Thoa muốn, vốn của Thoa là ra trường từ computer science, nghĩa là chuyên, và cái minor của mình là về toán, nên là mình thích challenge, mình thích suy nghĩ nhiều hơn. Và nếu mà một cái gì đó mà cứ boring, cứ giống vậy hoài á, thì là mình cảm thấy hơi ngán. Vì vậy nên đó là lý do tại sao mà khi tôi nghiên cứu những cái nào mà liên quan thì tôi lại muốn học tới, để cho mình đi về một hướng nữa, để mình có thể suy nghĩ được nhiều hơn, học hỏi được nhiều hơn. Đó là lý do tại sao mình có rất nhiều ngành nghề. Nhưng mà nếu mà hỏi, trả lời câu hỏi của Liêm là tại sao thì tôi có thể handle được nhiều như vậy, là có thể mình cảm thấy là nó thành cái habit, nó trở thành một cái gì đó quen thuộc, một cái thói quen. Nên chỉ cần thôi nhìn qua, hoặc là thôi chỉ cần nghe quý vị, giống như mình interview, tôi hay gọi là khi mà những cái application đầu tiên mà quý vị chỉ cần nói, đôi khi tôi không có cần nhìn trong giấy tờ, tôi interview quý vị, tôi có thể biết là quý vị có thể đi đường này là đúng, và đi đường này là mắc kẹt cái gì, và đi đường kia là tại sao phải như vậy. Thì mình đã trở thành thói quen nên mình không cần mất nhiều thời gian. Đó là thứ nhất. Thứ hai là mình nghe nó rất là nhiều như vậy, nhưng không phải là một mình chị Thoa để làm,
Nghĩa là mình muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng mà mình muốn đi longer hơn, muốn lâu hơn, muốn mạnh mẽ thì phải là đi cùng với team. Nên á, là Thơm may mắn là mình set up được mỗi trong cái department mình có những cái team manager, và các em trong team manager là những người gần chị Thơ, gần như là chị Thơ. Đúng không nè? Gần như là chị Thơ. Khi mà các em cảm thấy bị thiếu hụt cái nào thì các em chỉ cần hỏi chị Thơ lại một tiếng, mấy chị em chỉ cần meeting lại là mình có thể giải quyết được vấn đề. Nên đôi khi quý vị có thể không nhìn thấy Thoa tiếp xúc với quý vị, nhưng đằng sau lưng thì thôi biết hết tất cả những công việc. Là tại vì mỗi ngày có thể những cái khê khó là gần như mỗi ngày mình nói chuyện, nhưng mình có những cái lúc mà các em tự hoạt động được, manager có tự tự có thể điều khiển được, thì mình một tuần mình mới gặp nhau một lần để mình nhìn lại tất cả những cái file. Vì vậy nên á, là mình có những người mà mình gọi là behind the scene, chứ không phải là có một mình thôi mà thức đêm thức hôm để làm hết những câu chuyện này. Dạ vâng, nhưng mà Thanh Liên cũng phải nói là rất là khâm phục chị Thoa, tại vì chị Thoa là handle nhiều department, mà có một lượng khách hàng nhất định mà chị Thoa làm việc phải nói là 7 ngày một tuần. Rồi còn phải bên cạnh những cái department trong công ty như là mortgage, rồi địa ốc real estate, rồi life insurance, chị Thoa còn có kênh YouTube, còn có Facebook, và tất nhiên là sẽ có những người giúp chị Thoa quản lý. Nhưng mà những cái chương trình đó, ví dụ như Thanh Liên mỗi lần mà sắp xếp chương trình với chị Thoa là hai chị em mình cũng phải kiếm một cái ngày mà chị Thoa có thì giờ, nó cũng rất là khó, và chị Thoa phải handle như vậy thì phải nói là rất là khâm phục cái sự gọi là cái sức là hoạt động của chị Thoa. Và như vậy thì chắc hẳn là nhờ sẵn lúc này chị Thoa nói về cái team của chị Thoa thì chị Thoa có thể cho quý vị Liên thấy, cũng như là quý vị khán giả chắc hẳn cũng thấy là công ty mình đang growing rất là mạnh. Mình đã có một location, mình có thêm một cái headquarter mới, rồi mình vẫn hoạt động tiếp tục bên Mỹ, ở bên chi nhánh ở chợ Hồng Kông. Thì chị Thoa có thể nhắc một chút xíu về cái team của chị, của team của mình không? Thưa quý vị, giống như Liêm nói là năm 2023 là công ty VFG có một cái dấu ấn, đó là sự ra đời của một cái office cũng như là cái building riêng của công ty, nằm ngay của góc đường Bellway A vào West Park. Và đây là một cái những cái địa điểm mà mình gọi là cái headquarter của công ty luôn. Thì nhân viên chắc chắn, dĩ nhiên là một cái sự lớn lên là cái công nhân viên sẽ phải nhiều hơn, và nhưng mà có thể là không tập trung được về một chỗ, và cái phải có một cái sự chia rẽ nào đó nằm ở bên đây và bên kia. Thì thật ra mình nghe nói thì giống như vậy, nhưng mà thật ra thưa quý vị và Liêm, là mấy chị em vẫn chạy qua chạy lại. Nếu mà khách hàng mà đến với địa điểm ở Hồng Kông và cần ở bên đó thì thế là mình sẽ có nhân viên ở bên đó, còn nếu không đủ thì mình chạy qua. Và nếu ở bên đây mà không đủ, ở bên cái headquarter mà không đủ thì bên kia lại chạy lại. Nên nếu quý vị thuận ở chỗ nào thì mình đi theo cái cuộc hẹn cùng với quý vị, và quý vị là người chọn cái giờ cũng như là chọn cái địa điểm mà quý vị thích thôi. Nên á, về phía quý vị tiện lợi như thế nào thì quý vị sẽ chọn cho mình thôi, chứ còn tụi em là cứ chạy qua chạy lại. Cũng may là cái địa điểm chỗ mới với cái chỗ cũ thì cách nhau chỉ khoảng 10 phút thôi. Dạ vâng, thì Liêm thấy là quý vị, nhiều quý vị khán giả và nhiều quý vị khách hàng của công ty đó muốn make appointment với chị Thoa thì rất là khó, tại vì nhưng mà vẫn ráng gặp được chị Thoa, tại vì họ có cảm giác khá là thoải mái khi mà nói chuyện với chị Thoa. Như giống như là chỉ cần nhiều khi là họ bước vào, rất là Liêm nghe nhiều cô chú nói là họ bước vào họ căng thẳng lắm, không biết chị Thoa nói sao, là họ bước là họ thấy nhẹ nhàng quá trời. Thì như vậy thì chị Thoa chạy qua chạy lại như vậy thì rất là bận rộn như vậy đó, thì với cái sự mà lớn mạnh của team mình thì chắc hẳn là sẽ có những cái kế hoạch tiếp theo, đúng không chị Thoa? Không biết chị Thoa có sẵn là hôm nay là câu chuyện đầu năm, thì anh Liêm muốn hỏi là bây giờ mình nói về life insurance trước đi, đây là department mới nhất, thì liệu trong năm nay cái sẽ có, trước đây trong những cái show mà mình nói về New Year 2024 thì mình có nói chút về cái plan của life insurance rồi, nhưng mà trong cái dịp Tết này thì có gì đặc biệt mà chị Thoa muốn nhắc đến về life insurance không? Cảm ơn câu hỏi này của em nè. Tại vì vào đầu năm mới thì mình hay có những cái plan mới, những cái kế hoạch mới, những cái mục tiêu mới, và mình có những cái ước ao mới nữa thưa quý vị. Thì năm nay á, là tôi sẽ cố gắng nghiêng về một cái sự đào tạo một cái nhóm mới. Nghĩa là giống như Liêm vừa nói, bây giờ cái office của mình trở nên
lớn mạnh hơn, và hai cái chi nhánh thì sẽ cần nhiều người hơn. Vì vậy nên là khi làm việc thì tôi nghĩ tới một cách là để đào tạo thêm những nhân viên mới mà sẽ có những cái kiến thức rất là giỏi để cùng với công ty, để cùng phát triển. Và nếu mà nói về Life Insurance, đây là một cái mục tiêu mà nhiều nhất và có thể nói là tập trung nhất trong năm nay 2024. Vì giống như quý vị cũng như Liêm biết là department nào là department gọi là em Úc. Yeah. Phải không nè? Đây là em Úc, và em Úc thì tất nhiên là mấy anh chị thì giàu có hết rồi, em Úc ra sao nữa, em Úc không có mạnh mẽ bằng các anh chị, em Úc còn nghèo hơn. Nên là mình sẽ tập trung thương yêu em Úc nhiều hơn và sẽ ráng đào tạo, và đang công ty đang tìm kiếm thêm tất cả những anh chị, các cô chú cũng như là các em nhỏ mà đang học về ngành finance hay là đang ước ao để bước vào cái thế giới financial. Và Thoa cũng như công ty sẽ đào tạo từ A cho tới Z. Wow. Yeah. Và mình sẽ có những cái lớp mà cùng đi training với nhau ở vào học trên Zoom vào buổi tối. Và đặc biệt là đôi khi nghe cái chữ Life Insurance về những cái bảo hiểm nhân thọ cũng như là đầu tư tài chính, cái chữ nó nghe quá là khô khan, nên đôi khi các em rất là sợ, không biết là mình có thành công được hay không. Và ngay cả là các em đã học ngành finance, chính các em là những em học ngành finance 4 năm trong trường, mà các em nghe cái chữ này các em vẫn sợ mà. Và nhưng mà các em không có biết cái ngành finance và thế giới bảo hiểm là một trong những cái ngành mà các khi các em thành công, các em make được rất là nhiều tiền và các em có thể làm trên toàn nước Mỹ. Wow. Và nên đó là Tom muốn năm nay sẽ tổ chức những cái lớp nhiều hơn để có thể mình gọi là recruit hay là chiêu mộ, phải không nè? Để các em, những em mà đã có ước mơ về finance hay là mình muốn tập tành, mình muốn học thử ở cái ngành finance về đầu tư tài chính hay là bảo hiểm, thì Thoa sẽ có những cái lớp và cùng nói chuyện riêng với các em, và chính Thoa cũng có thể là người training các em để các em có thể hoặc là trở thành một người chuyên viên để buôn bán về ngành bảo hiểm hay là về financial, hoặc là các em là những người trainer để mà dạy tiếp đàn em kế tiếp, hoặc là mình chỉ làm part time thôi, không có cần phải là full time, mình chỉ là nằm ở cái vị trí referral. Nhưng mà vì cái ngành finance về cái ngành bảo hiểm mình cần cái license đàng hoàng, thì mình chỉ cần phải lấy cái license để mình làm việc đúng đắn và được nhận cái commission, vì cái nghề này là cái nghề có license cũng giống như real estate. Và tôi muốn mời quý vị theo dõi và quan sát những cái lớp mà Thoa và công ty sẽ mở liên tiếp trong những tháng kế tiếp cho tới cuối năm, và rất mong có cơ hội để được gặp gỡ nhiều quý vị, nhiều các em để có thể học ngành nghề này để tiến xa hơn nữa. Và một lần nữa là cái ngành nghề của bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính là mình có thể làm việc trên 50 tiểu bang, có nghĩa là không kể những quý vị nằm ở Houston để mà mình chiêu mộ thôi, mà tất cả những anh chị trên toàn nước Mỹ cũng có thể tham gia, vì chúng ta có thể học trực tuyến, học trên Zoom. Wow, rất là hay. Chị Thoa biết không, em nghĩ đây cũng là một cái, nghĩ là mình nhắc tới cái này ngay đầu năm cũng khá là hợp lý. Đầu năm thì người ta sẽ khai bút đầu năm, người ta sẽ có những cái kế hoạch dự định, đặc biệt là với người truyền thống ở đông của mình thì đầu năm mình sẽ nghĩ thật nhiều nữa là năm nay phải thay đổi như thế nào để tiến bộ hơn, tiến xa hơn đây. Thì đây cũng là một cơ hội mà người ta có thể nghĩ đến như là một gọi là một cái hướng nghiệp. Những cái lớp mà chị Thoa nói là em cảm giác như là một cái lớp hướng nghiệp để cho người ta có thể tìm hiểu thêm về cái ngành nghề này. Và bởi vì nó là ngành nghề mà có license và có follow theo những cái rule, những cái guideline của công ty lớn, thì mình cũng có thể yên tâm là đó là một cái ngành nghề mà mình có thể sống được. Thì anh Liêm biết là vào năm
2020 là Covid đó chị Thoa, là sau đó là bắt đầu thấy rất nhiều realtor xuất hiện. Bạn bè Hanh Lim người ta nói là wow, bây giờ ai cũng trở thành realtor hết. Nhưng mà đặc biệt là sau 2021 bắt đầu vào đầu và giữa 2022 đó, thì lại thấy bắt đầu cái ngành live auction phát triển rất là mạnh. Hanh Lim gặp gỡ rất là nhiều người bạn của Hanh Lim lấy cái license để họ tham gia vào lĩnh vực live auction. Bởi vì họ không chỉ đơn thuần, khi hồi xưa mình nghe nói là tôi bán live auction thì chỉ nghĩ là cái người đó ôm cái folder đi bán thôi. Nhưng mà bây giờ họ không chỉ bán mà họ còn giúp người ta lên một cái kế hoạch để đầu tư, rồi follow giống như chị Thoa vẫn thường hay chia sẻ, tùy theo một cái người khách của mình mà người ta có nhu cầu thế nào về tiền tệ, về cái goal của họ, thì họ muốn về hưu sớm, họ muốn mở phân cho con, thì mình sẽ có những cái plan khác nhau. Nó more giống như là thuộc về thế giới gọi là wealth management rồi. Thì Lên thấy nó rất là hay và hy vọng rằng đây là một trong những cái điều mà quý các bạn trẻ mà mới bước ra và đang có những suy nghĩ về nghề nghiệp của mình, hoặc là những anh chị, những cô chú mà đã có background, hoặc là nếu mà chưa có chắc hẳn là mình vẫn training được hả chị Thoa? Đúng vậy, thưa quý vị. Trong công ty của Thoa thì mình đã nhìn thấy được sự thành công từ những quý vị hoàn toàn không có kiến thức về finance. Wow. Và chưa bao giờ hiểu biết về life insurance là gì, nhưng họ có thể đào tạo mình từ con zero để trở thành con số 100 và 1000. Vì vậy nên đó là nếu mình nhìn thấy những anh chị đi trước để có thể làm được, họ có thể thành công, thì tại sao mình lại không? Nếu mà họ có thể làm được, mình cũng có thể làm được. Nhưng để làm được như họ, họ cần có những cái gì để họ bước về cái sự mạnh mẽ đó, thì mình phải đi theo. Và họ là những người training mình, họ là những người mà dẫn dắt mình đi. Thì mình chỉ cần đi theo, mình đừng có cãi lời là được. Yeah. Mình đi theo, mình làm đúng những việc mà họ đã làm và nói đúng những việc mà mình cần nói và học đúng những cái thông tin mà mình cần học. Thôi hay nói là nếu mà Thôi có thể làm được thì các bạn cũng có thể làm được. Vì giống như Liêm nói trong đầu chương trình đó quý vị, Thôi rất bận, Thôi rất có nhiều thứ. Nhưng nếu Thôi làm được, và Thôi làm được trong vòng 4 năm để run cho một cái đội ngũ, một cái team của mình, tất nhiên là không phải là dễ, giống như mình cũng vẫn phải lấy license, vẫn làm cái này cái kia, chứ không phải là mở mắt ra nói tôi thành công rồi. Nhưng mà nếu cái sự bận rộn của Thôi mà Thôi có thể làm được điều đó, hoặc là company rất giỏi để có thể dạy mình, hoặc là mình đã cố gắng học rất nhiều, hoặc là cả hai, đúng không nè? Yeah. Và cả hai là cái mà làm cho Thoa thành công, và cùng với những cái đội nhóm, cùng với những người thành trong công trong company, họ đã đi đằng trước và mình nhìn thấy được cái sự thành công thì mình cũng ráng theo. Yeah. Thì nếu các em cùng join với company, cùng join với cái team của công ty PFG thì mình cũng đi theo cái bước ở phía trước, và nếu họ đã thành công thì mình được quyền hy vọng để thành công. Yeah. Và nếu mình hy vọng thì mình phải ráng mình làm để được thành công. Yeah. Cái điều mà Hanh Lim thích ở cái cơ hội này đó là nó sẽ rất là flexible. Mình có thể bắt đầu start từ, nếu mình muốn thì mình có thể start bằng part time, rồi từ từ mình chuyển thành full time nếu như mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho nó, hoặc mình có thể làm hai cái cùng một lúc. Bởi vì nó cũng gần hơi có cái concept, nó cũng hơi tựa như real estate, là mình làm chủ thời gian của mình, mình làm chủ cái thời giờ của mình. Và một cái điều mà Hanh Lim thích nó hơn là bên ngành real estate đó là bởi vì bây giờ nó còn mới và đây là một cái leading industry đó chị Thoa. Tại vì như một số quý vị đã theo dõi chương trình Chuyển Phố Chuyển Nhà trước đây thì bắt đầu thế hệ Gen Z và sau đó họ bắt đầu đặt cái life insurance vào cái portfolio của họ nhiều hơn là những thời đi trước, là họ tập trung mua stock, mua nhà. Nhưng mà đối với Gen Z thì life insurance nó nằm ở trong cái portfolio, và đây là leading industry mà khi mà chưa có nhiều người cùng biết về nó và tham gia về nó thì mình sẽ có cái khả năng thành công của mình cao hơn. Yeah, nhưng mà mình là những người tiên phong, mình có nhiều cơ hội hơn. Yeah. Và vì vậy đó là Lim nói đúng, vì vậy tôi nhìn thấy là đây là cơ hội của các em trẻ. Chỉ là các em chưa cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu về nó. Nên là Thôi cũng cảm thấy tiếc khi mà mình không truyền bá những cái message đúng này. Nên vì vậy Thôi cũng cố gắng rất là nhiều để mà có thể cùng các em, để mình cùng học hỏi và cùng phát triển, cũng như là cùng nhìn về cái phía tương lai phía trước. Và các em có rất nhiều cơ hội, vì con đường tất cả những sự thành công nó cần thời gian. Yeah. Chứ không phải hôm nay mình nói và ngày mai mình thành công. Yeah. Nó có cái thời gian, mà các em là những người có thời gian. Yeah.
Yeah. Và đừng bỏ lỡ cơ hội đó. Nếu mà mình đã mong ước, mình ao ước để mình biết về nó, thì mình nên tìm hiểu. Trước tiên mình nên tìm hiểu để xem đó là có thể là cơ hội của mình hay không. Mà nếu thật sự là cái cơ hội của mình thì chắc chắn là một cái tương lai rực rỡ đó. Yeah. Như vậy thì những cái lớp phẳng đây thì chị Thoa nói về những cái lớp và những cái buổi mà meeting cho những cái cơ hội hướng nghiệp này đó, thì Thanh Liêm biết chị Thoa rất là bận rộn, nhưng mà chị Thoa vẫn luôn cố gắng vượt tìm một cách nào đó để coi như là cái cách mà chị Thoa give back lại cộng đồng, khi mà cộng đồng đã giúp cho công ty thành công hơn 20 năm qua, thì những cái lớp học này sẽ vẫn tiếp tục diễn ra. Và như thế nào, cũng như là Thanh Liêm cũng muốn hỏi là nếu như những bạn nào mà quan tâm đến cái cơ hội trở thành một người mà làm chuyên viên về life insurance như mình nói đó, nhưng mà họ không sống ở Houston và họ ở những thành phố khác, bởi vì cái bằng của họ có thể hoạt động trên khắp nước Mỹ nhưng mà họ ở xa, hay là họ ở những tiểu bang, ví dụ như có nhiều anh chị thì làm nail xa nhưng mà người ta cũng muốn thử cái cơ hội này, thì họ sẽ tham gia như thế nào? Thưa quý vị và Liêm, đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều những quý vị anh chị từ tiểu bang khác và đã hỏi câu này, và cuối cùng các anh chị đã cùng join vào cái team của mình. Thưa quý vị, là giống như Liêm nói là mình làm 50 tiểu bang, và những cái lớp học là mình sẽ tổ chức trên Zoom. Mình có thể tham gia từ trên Zoom với học live, nghĩa là một người bên đây đang training và cái lớp đang diễn ra, thì quý vị join vào cái Zoom để cùng học với nhau. Còn nếu mà quý vị cũng bận quá nhiều thời gian, không có thời gian coi, thì mình lại xem lại, vì mình recording để mình xem lại tất cả những cái đó, nên mình hụt ở chỗ này thì mình chụp ở chỗ khác. Và những cái lớp mà để nói về hướng nghiệp, thưa quý vị, là gần là hàng tuần. Hàng tuần bằng tiếng Mỹ. Vào tối thứ tư. Còn nếu quý vị muốn nghe bằng tiếng Việt Nam thì chính Thoa là người sẽ diễn đạt cho cái buổi nói chuyện diễn thuyết và cho cái buổi nói chuyện bằng tiếng Việt Nam là mỗi tháng ít nhất một lần. Vì vậy Thoa rất mong rằng quý vị luôn luôn giữ cái số điện thoại của công ty PFG để quý vị ghi danh. Khi nào những cái lớp được mở ra và đúng cái thời điểm của mình thì quý vị có thể ghi danh liền ngay tức khắc. Còn nếu mà quý vị muốn được là những quý vị ở trong local thì mình có nhiều cái advantage hơn, nghĩa là mình có thể tới học cái lớp live. Còn nếu quý vị mà ở tiểu bang khác, và quý vị để thật ra company mà chị Thoa làm về Lansurang rất lớn, mỗi tiểu bang lớn đều có những cái chi nhánh của họ, có những cái lớp học mà mình có thể tới tham gia. Còn nếu quý vị vẫn không có gần cái chỗ của mình thì quý vị có thể tham gia từ trên Zoom và nghe những cái buổi diễn thuyết về hướng nghiệp từ những cái leader khác nhau thành công trên toàn nước Mỹ. Họ sẽ chia sẻ cho mình về một cái cơ hội nghề nghiệp để quý vị có thể hiểu sơ về nó, và nếu mình muốn ghi danh thì mình có thể ghi danh được ngay. Dạ, rất là hay. Thanh Liêm cảm giác giống như là Thanh Liêm nghĩ tới cái hình ảnh là Olympic mà người ta truyền lửa cho nhau, thì chị Kim Hoa là người đang truyền lửa lại cho những thế hệ tiếp theo và những cái người tiếp theo khi người ta tìm hiểu kiểu những cái cơ hội về nghề nghiệp mới. Thanh Liêm mong là những quý vị nào trong đầu năm nay, đôi khi mà đến với ngày đầu xuân như vậy, mình đang có một cái kế hoạch nào đó thì mình có thể bắt đầu suy nghĩ đến cái con đường này. Nó mở ra cho mình những cái cánh cửa mà có thể nó dẫn đến một cái tương lai tốt đẹp cho mình. Thì như cái chương trình mà trên Việt Radio chị Thoa vẫn thường là vun đắp tương lai, thì đây sẽ một cái điều rất là ý nghĩa. Thì Thanh Liêm mong là, mà Thanh Liêm cũng biết là chị Thoa nói là khi mà công ty lớn và họ có những cái chi nhánh ở nhiều thành phố lớn và nhiều tiểu bang đó, nhưng mà Thanh Liêm biết là nhiều người ở tiểu bang xa lại vẫn rất thích tham gia những cái lớp mà chị Thoa truyền tải lại. Chắc là giống như Thanh Liêm là thích nghe chị Thoa nói chuyện. Dạ vâng, và quý vị cũng đừng quên là chị Kim Thoa vẫn thường có những talk show ở trên Việt Radio và Việt TV. Thì một trong những talk show đó là vào ngày thứ 6 vào lúc 4 giờ chiều là talk show Vun đắp tương lai. Và bên cạnh đó thì là chương trình Địa ốc và Tài chính vào ngày thứ 3 vào lúc 4 giờ 30 phút chiều. Thì đến với những chương trình này, chị Kim Thoa vẫn sẽ mở đường line cho quý vị gọi và để đặt câu hỏi. Và bên cạnh đó thì không biết là còn điều gì Kim Thoa muốn nhắc đến với quý vị khán giả trước khi mình rời chương trình hay không ạ? Thực ra hôm nay hai chị em ngồi nói chuyện về đầu năm để gửi đến quý vị thì Thoa rất là hạnh phúc, rất là ưng ý, vì mình có thể truyền đạt mọi thứ mà mình mong muốn quý vị biết về mình. Tại vì trong nhà muốn được ở ngoài phố quý vị biết về, và Thoa được dịp để tâm sự tất tần tật những cái vấn đề của ở trong công ty, và cũng đang ở cái
thềm của năm mới rồi, đang là những ngày đầu xuân, thì Thoa cũng muốn đại diện cho Liêm cũng như công ty BFG kính chúc quý vị và gia quyến có một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, và đặc biệt luôn được dồi dào sức khỏe và an lành, bình an và mọi việc thành công như ý. Và thưa quý vị, là Thoa chỉ mong một điều mà duy nhất là vào đầu năm, đó là quý vị đừng có quên cái show của Thoa và Liêm và ủng hộ chúng em cho tới từ đầu năm cho tới cuối năm, và cuối năm thì Thoa lại xin là đầu năm cho tới cuối năm sau. Dạ đúng rồi. Dạ, cho nên là quý vị đã nhớ là trong chương trình ngày hôm nay, quý vị nhớ cho cái clip này một cái like, cũng như là quý vị có thể share rộng rãi trên trang Facebook của mình, hay là gửi đến những người thân nào mà quý vị biết là đang tìm kiếm những cơ hội mới, đang suy nghĩ về tương lai, thì đây là một cách mà quý vị có thể giúp đỡ cho họ. Và bên cạnh đó thì có thể subscribe vào kênh PFG Nhà ở Mỹ, bởi vì bên cạnh Chuyện Phố Chuyện Nhà thì chị Kim Thoa cũng như là công ty PFG vẫn luôn gửi đến những chương trình khác rất là bổ ích, và có nhiều thông tin để dành cho quý vị. Và quý vị cũng đừng quên trang Facebook là Precious Routine Mortgage, và một lần nữa số điện thoại quen thuộc là 713-988-1425. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tới giờ à, bây giờ thì Thoa và Liêm phải tạm biệt quý vị thôi. À, một lần nữa chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị và gia quyến. Xin chào tạm biệt. Happy New Year. Happy New Year.